Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Phóng sự đặc biệt, hiện tượng lửa thánh lạ lùng tại Jerusalem. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, Đình Trinh xin giới thiệu với quý vị và anh chị em hiện tượng lửa thánh lạ lùng tại Jerusalem diễn ra trong ngày thứ bảy tuần thánh chính thống giáo. Trưa ngày thứ bảy 4 tháng 5, tức là ngày thứ bảy tuần thánh của chính thống giáo và của cả các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, thế giới chính thống giáo đã dán mắt vào các màn hình TV và computer để hồi hộp theo dõi hiện tượng lửa thánh lạ lùng tại mộ Chúa ở Jerusalem. Những lo âu liên quan đến đại dịch coronavirus tuy đã có phần giảm bớt, nhưng lại có những âu lo về sự mở rộng và leo thang chiến tranh tại Ukraine. Trong các diễn biến mới nhất, thị trấn Chasivya của Ukraine đang trong tình trạng nguy ngập. Quân Nga đã tung một lực lượng lên đến 25.000 quân và liên tục bổ sung quân số để bao vây các lữ đoàn kiệt sức của quân Ukraine đang trong tình trạng thiếu thốn đạn dược. Bên cạnh đó, điện tặc Nga đã tấn công vào hồ sơ của nhiều nước NATO, bao gồm hồ sơ của Đảng Xã hội Đức, của Thủ tướng Olaf Scholz và các hồ sơ quan trọng của chính quyền Tiệp. Nga cũng được tường trình là gây nhiễu GPS, làm gián đoạn các chuyến bay trong vùng Baltic. Tất cả những điều này phản ánh rất rõ rệt trong số những người tham dự. Các tín hữu chính thống giáo Nga là lực lượng tham dự đông đảo nhất trước cuộc xâm lược vào Ukraine, năm nay gần như vắng mặt hoàn toàn, ngoại trừ lác đác một vài giáo sĩ chính thống giáo Nga thường trú tại Jerusalem. Kính thưa quý vị và anh chị em, được đi lại trên chính con đường thương khó Chúa đã đi qua là một kinh nghiệm sâu sắc, thay đổi cuộc đời biết bao người hành hương đến Jerusalem. Cho nên, các tín hữu chính thống giáo có lòng mộ đạo đã cố gắng đến Jerusalem trong thời gian này. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm 2 tháng 5, ông Haim Katz, Bộ trưởng Du lịch Israel cho biết, con số tín hữu chính thống giáo Nga đến Thánh Địa trong năm nay chưa tới 4% con số năm 2019, là thời gian ngay trước đại dịch coronavirus. Trước hết, các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã gây ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của người Nga, là nhóm hành hương đông nhất. Nhiều người có thể vẫn còn khả năng, nhưng không biết tương lai ra sao nên cũng không thể đi. Thứ hai, một trở ngại khó vượt qua hơn nữa là máy bay Nga không được phép bay qua các không phận của Liên hiệp Âu Châu. Thành ra, giá vé máy bay đến Jerusalem tăng vọt như hỏa tiễn. Thứ ba, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ không được ra nước ngoài. Năm ngoái, Quốc hội Nga, hay còn gọi là Duma Quốc gia, đã bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi dự luật cho phép gửi giấy gọi nhập ngũ điện tử bên cạnh các lá thư truyền thống. Theo dự luật này, giấy triệu tập nhập ngũ điện tử sẽ được coi như giấy triệu tập. Hiện tại, các tài liệu nhập ngũ ở Nga phải được giao tận tay bởi văn phòng nhập ngũ của quân đội địa phương hoặc thông qua người sử dụng lao động. Một người sẽ được coi là đã được thông báo ngay cả khi họ chưa xem giấy triệu tập hoặc email. Trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Nga đã thắt chặt các hạn chế ra nước ngoài đối với các thanh niên trong độ tuổi có thể bị gọi nhập ngũ. Bên cạnh những trở ngại của người Nga, người Palestine ở dải Gaza cũng không được phép đến Jerusalem để tham dự tuần thánh chính thống giáo. Ngoài ra, một tác động còn kinh hoàng hơn thế nữa là cuộc tấn công lớn chưa từng có của quân khủng bố Hamas nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Chiến cuộc đã bùng phát kể từ đó cho đến nay. Thành ra, khung cảnh rất khác, vắng vẻ và âu lo. Vẫn có những người đến được, nhưng hoàn toàn không có những cảnh chen lấn như các năm trước. Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem đã mở cửa cho công chúng vào ngày thứ bảy tuần thánh chính thống giáo để cho phép các tín hữu tham dự nghi thức đón lửa thánh tại địa điểm Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và đã phục sinh. Dù vắng vẻ hơn mọi năm, bầu không khí cử mừng vẫn tràn ngập khu vực này khi các tín hữu đi qua cánh cửa gỗ khổng lồ của nhà thờ. Trong mấy năm trở lại đây, năm 2000 là một lễ phục sinh vắng lặng,
không có bao nhiêu người được tham dự trong bối cảnh nhà thờ thánh mộ cửa đóng then cài. Năm 2021 và 2022, tình hình tốt hơn nhiều. Cánh cửa rộng mở khiến các tín hữu cảm thấy hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Năm 2023 là tưng bừng nhất. Năm nay xem ra chỉ khá hơn năm 2000 một chút. Nhà thờ thánh mộ, Holy Church of the Holy Sepulchre, là danh từ của Công giáo. Người chính thống giáo và giáo hội Armenia tông truyền gọi là nhà thờ phục sinh, Holy Church of Resurrection, nằm phía bên trong bức tường thang khóc trong khu vực cổ thành Jerusalem, kế cận với đồi Golgotha. Theo truyền thống, nhà thờ đã được xây dựng trên khu mộ Chúa Giê-xu đã được tán xác. Trong những thời kỳ sơ khai của giáo hội, đây được xem là nơi thánh thiêng bậc nhất của Kitô giáo. Thế nhưng, đến thế kỷ thứ hai, Hoàng đế Hadrianus đã cố ý cho đổ đất lấp hết những dấu tích của Kitô giáo, rồi xây đền thờ nữ thần Aphrodite là một thứ nữ thần sắc đẹp như kiểu thần vệ nữ. Sau khi đón nhận đức tin Công giáo, năm 325, đại đế Constantine đã truyền phá hủy đền thờ nữ thần Aphrodite và cho đào bới khu vực này để tìm lại các dấu tích thánh thiêng của Kitô giáo. Mẹ nhà vua là nữ hoàng Helena đã hiện diện từ năm 326 tại địa điểm này để đích thân giám sát các cuộc khai quật và xây dựng nhà thờ mới. Theo thỏa ước nguyên trạng do Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ Osam Đệ Tam đưa ra vào năm 1853, Công giáo nghi lễ Latin, chính thống giáo Hy Lạp, chính thống giáo Coptic, chính thống giáo Syria và giáo hội Armenia tông truyền đều có quyền ngang nhau trong việc coi sóc và cử hành các lễ nghi phụng vụ tại đây. Truyền thống chính thống giáo tin rằng hiện tượng lửa thánh là một phép lạ xảy ra hàng năm vào ngày thứ bảy tuần thánh theo lịch chính thống giáo. Đức Thượng Phụ chính thống giáo Hy Lạp tại Jerusalem được tin tưởng là nhận được lửa từ trời xuống bên trong ngôi mộ Chúa. Lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy 4 tháng 5, theo truyền thống, cảnh sát Do Thái đã vào trong Edicule, là ngôi đền nhỏ bên trong đền thờ thánh mộ, bao bọc khu hầm mộ Chúa, lục soát để bảo đảm rằng bên trong không hề có vật dụng gì có thể tạo ra lửa. Đúng 11 giờ, thanh tra cảnh sát Do Thái niêm phong Edicule. Nghi thức bắt đầu lúc 12 giờ trưa với kinh cầu các thánh. Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp và các giám mục của Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp đến trước Edicule. Ngài cởi bỏ phẩm phục bên ngoài và chịu sự khám xét của cảnh sát Do Thái để chứng minh rằng Ngài không hề mang theo bất cứ vật dụng nào có thể tạo ra lửa. Sau đó, chỉ một mình Ngài được vào trong Edicule, hai tay cầm hai bó nến. Đức Thượng Phụ quỳ cầu nguyện trước tấm đá cẩm thạch bao bọc chiếc giường bằng đá, nơi thi thể Chúa được an táng. Các tín hữu chính thống giáo hiệp thông qua các phương tiện truyền thông hồi hộp theo dõi, lo sợ hiện tượng này không xảy ra trong năm nay. Sử sách ghi lại, năm 1101 là năm hiện tượng này không xảy ra, và đó là năm đại dịch kinh hoàng. Một lúc sau, ánh lửa bắt đầu phát ra từ bên trong ngôi mộ của Chúa Kitô. Các tín hữu chính thống giáo trên toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm, chứa chan hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Đức Thượng Phụ tiến ra với hai bó nến được thắp sáng. Hai người phải kè hai bên Ngài để dìu Ngài đi. Có lẽ sức nặng tâm lý đã khiến Ngài bước đi không nổi. Đền thờ thánh mộ đã được thắp sáng với những ánh nến huy hoàng. Những người hành hương và hàng giáo phẩm chính thống giáo cho biết, trong 33 phút đầu tiên, lửa này không hề làm phỏng họ nếu họ giơ tay trên ngọn lửa. Theo truyền thống, lửa thánh sau đó được rước đến Bethlehem, nơi Chúa xuống thế làm người. Trong những năm trước, chính quyền Do Thái đã dàn xếp các chuyến máy bay đặc biệt để đưa lửa thánh đến các quốc gia chính thống giáo như Nga, Ukraine, Hy Lạp, Romania. Các nhà lãnh đạo chính thống giáo và cả các nhà lãnh đạo dân sự ra tận sân bay đón nhận. Năm nay, do ảnh hưởng của chiến sự, lửa thánh đã không được đưa đến Ukraine.
Xin dâng lời cảm ơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.